Xoài non làm dâu hào môn tưởng dễ, ai ngờ khó không tưởng. Ai bảo mình về nhà sướng, mình không phải làm gì hết. Không 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 không, mình phải làm rất 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 nhiều luôn. Cặm cụi vào bếp nấu ăn, ngày xưa được khen vừa xinh vừa giỏi, giờ lại bị soi thái độ không hài lòng của mẹ chồng và cả chồng cũ. Hiếu không ăn cay được, bỏ ít thôi. Mất công ăn không, ông ăn không được, ông tức á, ông chửi đó. Em bỏ hết vô luôn á hả? Nào, nó có dính trong rong biển đâu mà mặn. Em đổ muối vô rong biển xong rồi kêu muối không dính cái rong biển đâu. Mặt xoài nhìn thương quá, kiểu hụt hẫng tuổi tuổi á. Tính ra ổng cũng khó tính nha. Coi nhiều clip sẽ thấy, cũng cưng vợ nhưng có tính ra trưởng thật. Mẹ chồng mình với lại là chồng mình thì rất là thích kiểu khi mà nhìn vô món ăn á, nhìn nó phải đẹp ý. Cho 8 điểm. Cho 8 điểm nữa. Nhưng cái mì này theo mẹ nghĩ con phải cắt ra tí. Sao thấy mặt mẹ chồng sao sao? Nhìn thấy sự miễn cưỡng của mẹ chồng, thấy bà mẹ chồng gượng gạo cố quay nốt video cho xong, nhìn mẹ chồng có vẻ không thích. Lên xe hoa về nhà hào môn ở tuổi 18, Xoài Non từng là cô gái nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ của cộng đồng mạng bởi đám cưới cổ tích với chiếc váy cưới tiền tỷ gây sốt cõi mạng một thời. Trước khi chính thức thông báo ly hôn, Xoài Non và Xe Me Xít liên tục bị đồn đoán và bị soi chuyện đã ly hôn chồng thiếu gia. Trong đó nhiều người đào lại các video của Xoài Non bên mẹ chồng và bên chồng cũ. Nếu ngày xưa, đây đều là những khoảnh khắc được cư dân mạng hết lời khen ngợi vì sự chiều chuộng, thân thiện của gia đình chồng dành cho Xoài Non. Nhưng bây giờ, những đoạn video lại được nhiều người cho rằng chỉ thấy một thái độ không mấy hài lòng của mẹ chồng dành cho Xoài Non. Về làm dâu nhà hào môn, Xoài Non cho biết vợ chồng ở riêng nhưng mỗi tuần vẫn dành vài ngày về nhà mẹ chồng. Bị góp ý chuyện làm dâu mà không biết làm bếp núc, Xoài Non sau đó cũng liền làm video hì hục vào bếp nấu cho chồng và mẹ chồng. Thời điểm này, người đẹp được khen vừa xinh vừa giỏi. Nhưng giờ đây xem lại, dân tình thấy trong nhiều lời nói vô tình của Xoài Non đều cho thấy được một sự khó tính ở cả chồng và mẹ chồng. Chuyện làm dâu hào môn cũng chẳng dễ dàng. Như lần cô nàng cho biết dù rất thích ăn cay nhưng không dám nấu cay vì sợ chồng chửi. Hay như đứng bếp nấu ăn cũng phải tập trung trình bày thật đẹp vì chồng và mẹ chồng luôn muốn món ăn phải trình bày đẹp mắt. Hay như lần vào bếp nấu mì ý cho mẹ chồng, dân tình soi được thái độ gượng gạo của mẹ chồng dành cho món ăn của Xoài Non, chấm điểm 8 trên 10. Số điểm không thấp nhưng mẹ chồng Xoài Non góp ý con dâu nên nấu mì như thế này thế kia, biểu cảm cũng không quá hài lòng với món ăn con dâu. Về phần Xoài Non, khi tin đồn ly hôn nổ ra, cô nàng cũng bị soi thái độ vô tư quá đà khi về nhà mẹ chồng. Như chuyện ăn mặc hở hang, hay như việc cứ ôm cái điện thoại quay phim trong khi mẹ chồng đã nhắc vào bếp nấu ăn. Mẹ ơi! Đây! Mẹ chắc nước rồi. Con dâu rồi đi vào nấu cơm. Không như là mình phải trả lời trước, mẹ cảm thấy khi có con mẹ cảm thấy vui không? Vui! Khi ngồi ăn uống, cô nàng cũng vô tư nhận xét món mẹ chồng nấu quá nhiều rau dù mẹ chồng không hề hỏi ý kiến Xoài Non về món ăn mà đang hỏi một người khác trong gia đình. Vừa không? Nhưng mà nhiều rau. Mẹ nấu ngon xuất sắc. Về phần Xe Me Xít, nam streamer giàu nhất Việt Nam cũng nhiều lần bị soi chuyện rất là khó tính với Xoài Non, có chút gia trưởng. Cô cũng cho biết ở nhà mình phải làm rất nhiều việc, dù việc chiều chuộng Xoài Non là điều không thể phủ nhận, nhưng khoảng cách tuổi tác khiến Xe Me Xít và Xoài Non nhiều lần thừa nhận có sự bất đồng. Từng là chuyện tình đẹp nhận được nhiều sự ngưỡng mộ nhưng có thể thấy cuộc sống hào môn của Xoài Non không hẳn là màu hồng như nhiều người vẫn tưởng. Ngày 16 tháng 6 năm 2024, cả hai chính thức thông báo ly hôn và chúc nhau những điều tốt đẹp trong tương lai. Còn bạn thấy sao về cuộc sống làm dâu hào môn của Xoài Non? Chia sẻ cùng Gian nhé!